Xin chào các bạn thân mến, gần đây thì mình được rất nhiều các bạn hỏi về một cái câu hỏi rất là hay, đó chính là cổ tức của quỹ. Khi mà các bạn đầu tư vào quỹ đầu tư thì có cổ tức hay không? Và nhận cổ tức đó như thế nào? Đúng không ạ? Thực sự thì đây là một trong những cái mà mình rất là trăn trở khi mà chia sẻ với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng khá là phức tạp khi mà mình phân tích cho các bạn. Thế thì trước hết mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức tính cái giá trị tài sản ròng của cái quỹ để các bạn hiểu rằng là cái cổ tức nó chạy như thế nào để các bạn dễ hình dung nhá. Xin mời các bạn hãy vào cái video của mình xem chi tiết hơn các bạn nhá. Các bạn thân mến, bây giờ các bạn sẽ phải nắm được một cái thuật ngữ rất là quan trọng khi mà các bạn đầu tư quỹ, đó chính là LAV. Và LAV sẽ bằng tổng tài sản trừ đi nợ phải trả. Đó, và tổng tài sản của quỹ sẽ bằng gì? Bằng giá trị các cái cổ phiếu. Mình đang nói đây là quỹ cổ phiếu nhé. Không nói đến quỹ trái phiếu hay các quỹ khác. Nói đến quỹ cổ phiếu thôi. Cụ thể luôn. Bằng giá trị cổ phiếu cộng với gì? Cổ tức bằng tiền mặt của cổ phiếu đó. Cộng với cả cổ tức bằng cổ phiếu của cái danh mục cổ phiếu cộng với cả gì lợi nhuận do bán cổ phiếu do giao dịch cổ phiếu đó, đơn giản như vậy thôi. Còn nợ phải trả thì sao? Nợ phải trả sẽ bằng phí quản lý cộng với các phí ngân hàng giám sát, cộng phí đại lý, cộng phí kiểm toán, cộng cộng rất nhiều loại phí. Thế thì mình sẽ ra được NAV sẽ bằng tổng tài sản trừ nợ phải trả là như vậy. Thế thì bây giờ cái giá của chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Giá của chứng chỉ quỹ sẽ bằng NAV chia cho tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Đấy, thì các bạn sẽ ra được cái giá này. Thế thì khi mà cổ tức các bạn được doanh nghiệp chi trả, đúng không ạ? Thì nó sẽ tính vào tổng tài sản như này. Đấy, cổ tức doanh nghiệp chi trả tính vào tổng tài sản như thế này và tổng tài sản tăng thì cái NAV tăng, đúng không ạ? NAV sẽ tăng, đúng không nào? Và NAV tăng thì giá chứng chỉ quỹ tăng, và giá chứng chỉ quỹ tăng thì bạn có lời. Rất là đơn giản như thế thôi, đúng không nào? Đấy, thì bây giờ Hòa sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ để các bạn có thể là dễ hình dung hơn. Và trước hết mong được các bạn chia sẻ cái video này tới nhiều người hơn nữa. Nếu mà các bạn thấy cần thiết thì các bạn hãy tặng cho mình một cái like để mà mình có động lực chia sẻ nhiều hơn với các bạn và cộng đồng các bạn nhé. Mình lấy một cái ví dụ như này, ví dụ như quỹ đầu tư ABC chẳng hạn. Đấy, có góp vốn ban đầu là 50 tỷ. Với mệnh giá của chứng chỉ quỹ nó sẽ là 10.000 đồng đúng không ạ? Thì suy ra là có số lượng chứng chỉ quỹ là bao nhiêu? Là 5 triệu chứng chỉ quỹ đúng không ạ? Thế bây giờ mình giả sử nhé. Giả sử này. Sau một năm thì giá của chứng chỉ quỹ không thay đổi. Nhưng bạn nhận được cổ tức. Đấy. Tiền mặt là bằng 1 tỷ. Nhận cổ tức bằng cổ phiếu có giá trị hiện tại bây giờ là 1 tỷ. Đó. Và bây giờ mình sẽ tính là giả sử là chi phí quản lý quỹ cộng các chi phí khác là khoảng độ 500 triệu. Đúng nào? Thế thì mình sẽ suy ra được luôn là NAV sẽ bằng gì? 50 tỷ cộng với 1 tỷ cộng với 1 tỷ trừ đi 0,5 tỷ phí sẽ bằng 51,5 tỷ. Đúng không ạ? Đấy là tổng NAV. Thì bạn sẽ suy ra được luôn là giá của chứng chỉ quỹ sẽ bằng gì? 51,5 tỷ chia cho 5 triệu sẽ bằng 10,3 ngàn đồng. Đó, thì như vậy là gì? Nhà đầu tư sẽ có lãi là bằng 10,3 trừ đi 10 sẽ bằng 300 đồng đúng không ạ? Đó chính là cái khoản lời của bạn khi mà bạn nhận cái cổ tức
Đấy, thì bạn sẽ nhận từng này. Đấy, cái công thức quy đổi ra tính như thế nào. Tức là gì? Khi mà doanh nghiệp người ta trả cổ tức thì bạn sẽ nhận gián tiếp cái cổ tức đó thông qua cái luồng đi như thế này. Đấy, cái cách thức để tính ra cái lãi của các bạn. Đó, các bạn hình dung ra chưa? Thế thì qua cái video này thì các bạn có thể là dễ dàng tính toán được là khi doanh nghiệp mà người ta trả cái cổ tức cho cái quỹ đầu tư này thì bạn cũng sẽ tính được luôn là cái lãi của mình như thế này. Nhưng mà thông thường thì là ít người sẽ tính cái này lắm, bởi vì là các bạn sẽ chỉ quan tâm đến giá trị tài sản ròng NAV thôi, và các bạn sẽ quan tâm đến cái giá của chứng chỉ quỹ này thôi, chứ các bạn cũng ít quan tâm đến cái cổ tức lắm. Các bạn hỏi thì để cho nó biết thôi, và mình chia sẻ như này để các bạn nắm rõ được và các bạn sẽ hiểu rõ được cái cách thức tính. Mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ để các bạn hiểu về cái cách tính giá trị cổ tức vào NAV như thế nào các bạn nhé. Thế thì đây, cái quỹ này là quỹ ETF VFM VN30 mà mình có làm một cái video chia sẻ cho các bạn cách tích lũy cái quỹ này đấy, ở trên blog tiền của tôi.vn hay là trên kênh YouTube là mình có. Và mình làm rõ cho các bạn thấy cái cách mà họ đang tính như này. Đấy, tổng tài sản đúng không? Tiền và các khoản tương tiền này, các khoản đầu tư này, đó, và cái cổ tức nhận được, các bạn thấy không? Thì họ sẽ tính được ra tổng tài sản, xong họ trừ đi các cái khoản nợ phải trả, đó, thì các bạn ý sẽ tính được luôn, đó, là sẽ ra được cái NAV, đúng không ạ? Và khi ra được NAV thì các bạn sẽ tính được luôn là gì? Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ chính là cái giá chứng chỉ quỹ đó các bạn. Rất là dễ đúng không ạ? Đó, thì đây là một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung và dễ hiểu cái thực tế mà hiện tại chúng ta đang thực hiện, đang làm đấy ạ. Nếu các bạn muốn nhận được nhiều hơn các cái video mà mình chia sẻ về quỹ đầu tư, về cổ phiếu, về trái phiếu, về bất động sản, về cho vay ngân hàng, về tài chính cá nhân, vân vân, thì các bạn hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các cái video mới nhất của mình được phát sóng hàng tuần các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.